Ồ, chợ còn ở nhà đây đồ bằng gỗ này, vá muỗng ly này, thấy chưa, cái vá gỗ tốt phù có mấy 30.000 một cái vá gỗ, quá chi là ngon luôn. Đũa gỗ này đây ngon, đũa gỗ ăn ngon lắm cả nhà, bột mắm này, mắm dưa. Dưa nàng ngon lắm. Đây có bánh nước nè, mắm rồi đây. Bánh mứt kẹo. Ồ, qua cho nên thơm cả nhà, bụng kêu ngọt luôn. Rồi. Tiêu, tỏi. Ồ, đây có quầy thịt luộc này, mắm thịt luộc nha. Phá lấu à? Còn gì ra ngoài phá lấu này. Bún lầm. Dây thâu nước 50 ngàn ở đây. Đợi xí đã đi ra rồi bán đã. Wow, đã. Rồi chú ngồi đây luôn nhìn con luôn. Ngọc đen luôn. Ồ, chè em. Sinh tố. Anh ăn chè không? Con mắm không chị? Một tô thịt luộc đi. Ồ. Trái đồ banh bạc ngàn. Về dép nè. Đồ khô. Chợ hôm sáng mới bán lại nhưng mà khá đông cả nhà ơi, khách du lịch, khách địa phương rồi đi chợ rất là nhiều.
con mấy tô cái gì mười năm về kiểu của gì cụ gì bán cho con nó đi mở con lý ra giờ chưa hỏi được năm ơi cái này cái gì đây bà hào đi bỏ đó nó lên qua gáo rồi đi ông qua đi ngồi đây em ơi con ông ngồi ghế đi chị ơi. Ồ, tách luôn. Ồ. Không bị lạc à đúng không? Không lạc à? Lâu nè. Đây là phía ngoài nha. Sáu bắt đầu đông lại rồi. Bán đồ điện tử. Chịu với nước đi sếp. Look.
chợ của chị không? Cái này từ làm mà chị? Ở gần này không? Mình ở gần này không? Làm này chứ không công phu lắm mày, sáng dậy sớm không? Cái này như bỏ nước này vô phải không? Mai nở rực rỡ luôn cả nhà ơi. Nói mai này nở quá đẹp luôn. Nay là mùng 5 Tết nha. Năm bắt đầu đi chơi Tết rồi đấy.
chơi vài ngày nữa rồi bắt đầu vào làm lại nha. Đây có mấy con mèo màu vàng đẹp như này. Nhà thấy không? Chú, chạy kinh đồng. Ai cũng chép. Quay mặt đây. Đẹp lắm rồi. Trời xinh quá. Anh